đây là đoạn cầu sông Đa, Đông Sa, cầu Đông Sa, đoạn quốc lộ 1 rẽ vào Chí Thạnh. Đó là núi Bà ở đấy. Nghe không? Đấy. Mọi người cứ biết là hôm nay là trời mưa rồi. Qua mùa mưa rồi nhưng mà vẫn còn mưa. Hôm nay là ngày 6 tháng 12 2022 ấy. Tranh thủ nó hừng hừng đấy mới đi được. Cuối tháng 12 2022 này, mưa quá mưa. Chợ Tân Long. Hôm rồi chợ Tân Long ngập lụt. Ngập hết rồi bà con ạ. Tết nhất đến nơi. Theo là đến chỗ đoạn cầu miếng nhát này nhé. Đấy, cứ đi review như này cho nó không có ngập lụt là mừng. Xem như này. Nước quanh có nước.
cái dầm ấy, cái bim ấy. Nước ơi, nước có lên, nó đập vào đấy không? Đó, nó chạy. Nghĩa là nước nó đang lên. Lên bắt đầu nó lên dần rồi đấy. Đấy thấy không? Nước nó đang lên đấy. Nó không phải nó chảy qua cái khe kia đâu mà nó đang lên nó dâng lên. Thôi là mình đứng ở bên này đường thôi, mình về là về bên kia thì thành thôi. Thôi chào tạm biệt nhá. Đang lên. Nhiều khi ở đây đi chơi về, đi nhậu về thế về là ngập luôn ấy. Khỏi về đấy. Nhìn thấy nước nó chảy mà chóng cả mặt đấy. Mình sợ độ cao mà. An Nhập nhưng mà chỉ thế nữa, định lên La Hai nhưng mà hôm nay chỉ tạm dừng đây thôi nhé. Có thông tin gì mới nhất thì sẽ cập nhật sau.